Mình tên là Phong, mình đến từ công ty âm nhạc Việt Thanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm của công ty chúng tôi, đó là amplifier. Có rất nhiều loại amplifier, nhưng hôm nay tôi xin đề cập đến amplifier của Roland dành cho guitar bass. Và đây, với một cái body nhỏ gọn, chúng ta có thể xách đi tiện lợi, sử dụng sinh hoạt gia đình. Và với một cái chức năng của cái amplifier này, chúng ta có thể được học và được tập luyện một cách thoải mái ở nhà với đầy đủ các chức năng, ví dụ như là điều tiếng và các chức năng để học như là metronome, tempo, rất là điều cơ bản nhất. Mình xin demo một số loại hệ tiếng cơ bản. Đây là tiếng flip top. Đó là một số hệ tiếng cơ bản, và có gồm những hệ tiếng khác như là octave và bass men, vân vân. Sau đây sẽ là những hiệu ứng. Mình sẽ đến với chiếc hiệu ứng charot. Và sau đây mình xin giới thiệu các bạn là chức năng để học tập và để luyện tập nữa, đó là metronome. Chúng ta có thể điều chỉnh metronome một cách theo ý muốn như mình, bằng cách có những cái hiệu ứng, có những nút chỉnh ở trên này. Mình có thể chỉnh chậm lại. Đồng thời có thể thỏa mãn niềm đam mê. Xin chào các bạn, hẹn các bạn lại phần sau.